Để vậy thì nó Dạ, nữa được không rồi. chốt. Dạ, được rồi. Rồi, trước tiên là cô cho con biết tên của cô ha. À, tôi tên là Nguyễn Thị Sơn chú. Dạ, hôm nay cô kết nối với con là cô kiếm ai cô? À, tìm giùm mẹ ruột của thằng con nuôi tôi chú. Dạ, rồi hồi đó là cô sinh con nuôi ra làm sao cô kể cho con nghe. Hồi đó là có lúc mà mẹ cháu á cho một cái cô mà đi bán trái cây ở trong lô cao su á đó, cho cô đó, rồi cô đó về nuôi là được 18 ngày, 18 ngày rồi bắt đầu là cổ nó cổ cho, thì vợ chồng không có con, vợ chồng tôi vô mà ảm cháu về, cổ mới cho Dạ, về dạ. à. Rồi cô ơi, vậy là cái câu chuyện nó xảy ra năm mấy cô? Năm 98 á rồi chú, Năm 98. ngày 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 22 tháng 8 năm 98. Dạ, 24 tuổi. Vậy là hồi đó đó thì là sinh trong cái trường hợp là ở ở tỉnh nào cô? Ở huyện Long Thành á, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đó chú. À, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vậy là có nghĩa là cái người mẹ đó cho một người khác ở trong lô cao su. Đúng Sau đó rồi, là nuôi được 18 ngày thì cho lại vợ chồng của cô. đúng rồi, Dạ. tới 20 tháng 8 cô ơi chú, tới 20 tháng 8 năm 98 cho lại vợ chồng tôi. À, là con trai hay con gái cô? Con trai chú. À, là con trai. Vậy thì cô có khả nghi người mẹ đó là ở đâu hay là có nghe kể lại là người mẹ đó ở đâu không? Tôi cũng không biết, mà không biết chắc tại hoàn cảnh đó chú, cho lúc đó cháu cũng được tuổi mấy rồi, À. đã tôi về tôi nuôi được 3 tháng, 3 tháng là cháu biết đi. À, vậy là cái người đầu tiên nhận là đã cũng đã được tuổi mấy rồi. À, Dạ. là mẹ cho đó, mẹ mẹ cho cái cô đó là được 18 ngày, cô đó nuôi được 18 ngày mới cho tôi, là lúc có À, cháu về gần biết đi rồi. lẩm đẩm rồi. Vậy Ừ. thì có khả nghi là sinh năm 97, 96 gì không cô? À, tôi khẳng định là năm 97 á chú, tại vì tôi sinh là ở ở trên là 20 tháng 8, Dạ. ở dưới là ngày 29 tháng 6, Dạ. là cháu này cũng được tuổi mấy, là tôi nghĩ là cháu 97, nên giờ tôi làm khách sanh cháu là 97. Dạ. Rồi có nghe phong phanh là có thể con của ai này kia không? Không chú ơi, từ đó tới giờ không có nghe nữa. À, nhưng mà khi mới À, sinh về đó, khi mới sinh về thì có nghe phong phanh là con của ai rồi này kia, rồi ở vùng nào tới này kia không? không chú, tại vì cái cô này có cho cũ nó cũng không biết nữa, không biết là mẹ cháu ở đâu nữa. À, dạ, vậy là cô được cho truyền qua tay của một người khác. À, Dạ. truyền tay qua cho người khác. Dạ. Đối với cá nhân cháu thì có đặc điểm gì để phân biệt không cô? À, đặc điểm cháu là hồi đó lúc tôi sinh về á, là cái cô mà sinh cháu đó, mẹ cho lại á, là cổ nói là đặc điểm có miếng băng keo dán ở chỗ cái mắt cá chú, băng keo cá nhân á. À. Rồi, rồi dán ngay chỗ mắt cá là cái cô đó cổ nói lại tôi vậy. Dạ. À, Có miếng với băng keo lúc mẹ cháu, dạ. lúc mẹ cháu cho là mẹ cháu mặc nguyên bộ đồ xà ru, mà loại xà ru mà bông chấm chấm bi á chú biết không, màu xanh đen á Dạ. đó, là mẹ mẹ cháu mặc đồ đó Dạ. Mà cái à. địa điểm cho lần đầu tiên là ở trong lô cao su ở Long Thành. À, ngay xã Long Đức, Dạ. lô 86, lô cơ số 86 xã Long Đức, Dạ. tại vì mẹ cho lại cái cô đó là ngay đó, xã Bây Long Đức, huyện Long giờ Thành. gia đình mình có ở gần đó không cô? Gia đình tôi giờ ở Vũng Tàu này chú, mà điều em út tôi nó ở Long Thành hết, ở chỗ đó luôn. Dạ. Đối với cá nhân cháu thì có nghe cháu nó nói là muốn kiếm lại cha mẹ ruột của mình không? Ờ, thì nó cũng ấy, tôi cũng có hỏi ý kiến cháu rồi, thì cháu nói đó tùy mẹ, mà Dạ. tôi thấy chương trình của chú kiếm mẹ đồ mấy chục năm, 40 50 năm gì á được á, thì tôi nói để tôi nhờ chú á. Dạ. À, Thường thường thì những người mẹ mà lỡ làng đó thì hay cho vào cái thời điểm mà sơ sinh đó.
Còn như cháu À này đúng thì rồi. như cháu này thì không biết sao, được hơn tuổi rồi lại cho thì không biết là cái vị có hoàn cảnh gì ha. À, mình cũng không hiểu nữa mà chắc cũng cũng khó khăn quá chú. Lúc cho cháu nó thẳng ra là cháu ốm lắm. Mà cháu ốm mà đều đẹp trai, đẹp trai lắm. À, ốm lắm, về về mà ai cũng nói tôi thì sao ẩm cháu về mà sao bị tâm tích hay gì á. Đó mà về tôi cũng cho thuốc bổ rồi uống nè, 3 tháng sau thì cháu biết đi. Nếu được thì cô cho con xin vài tấm hình của cháu, bởi vì có thể rằng nó giống những ai trong gia đình của cháu không chừng, ví dụ là như vậy, để xác minh cái ban đầu đó thôi. À, rồi thì có hình lúc mà tôi ẩm về á là 20 tháng 8, tháng 8 là tôi tại hồi đó tôi bán trái cây trà bụi sữa chú, thì 20 tháng 8 là tới qua tháng 9, qua lễ 2 tháng 9 là tôi ẩm cháu về. Cháu về là khoảng mùng 2 Tết là tôi chụp cho cháu được mấy tấm hình hồi còn nhỏ. Rồi giờ mỗi năm sinh nhật cháu tôi cũng vẫn chụp. Nay cháu có con rồi, có vợ có con rồi. Thì cô gửi cho con một số tấm hình của nhiều thời giai đoạn khác nhau. Là Rồi vậy trên cơ bản thì con nắm tôi được rồi cô ha. Trên cơ bản con nắm được rồi thì là Nếu đăng lên là có thông tin gì thì con báo cho cô hay. rồi rồi tại vì biết sao tôi thấy chương trình tôi coi từ ngày tới giờ luôn á, lúc nào tôi cũng coi chúng thử coi tìm mẹ cháu có kiếm không á, mà nhiều quá chú ấy, nhiều quá tôi không không, không kiếm nổi, hãy coi khúc nào mà mở lên là có chú lại, thấy chú tìm người thân nhiều quá. À, đó Rồi con cũng rất là hoan nghênh cô khi cô đã lên tiếng về cái việc này. Thì đây cũng à. con muốn truyền tải cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, và nhiều người cha mẹ nuôi mở rộng vòng tay, rộng lượng hơn để mà kiếm gia đình cho những người con nuôi của mình. Thì đó là những cái gọi là cái hành động nhân đạo, thì con rất là khuyến khích về điều đó. Tôi cũng muốn kiếm lâu mà tôi cũng đăng lên chú, mà tại vì tôi nhắn tin qua số điện thoại không thấy chú trả lời, rồi giờ tôi mới mở ra tôi thấy chú ấy lên Zalo đó, cái tôi nói là lẽ tôi nhắn không, mới tháng này tôi nhắn chú chứ nhắn lại tôi nhắn nhiều lắm, tôi nhắn chú lâu lắm rồi đó mà thấy không không ấy. Sáng này tôi thấy tôi lên tôi thấy chú ấy chú nhắn mà kêu nhắn vào Zalo quá, cái thôi tôi ấy vô tôi nhắn. Con cũng nhiều việc quá, cô thông cảm cô ha. Về cái duyên À, của không có gì nó từ từ thì việc nó đâu sẽ vào đó thôi đó. Rồi, rồi. Đó ấy thì tôi cảm ơn chú nhiều lắm á. cô chúc sức khỏe À. cô nha. Rồi, rồi có gì ấy tôi chụp hình gửi qua hả chú ha. Dạ vâng, rồi chào cô. Rồi, rồi. Tôi cảm ơn chú. À. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua một hoàn cảnh trình bày tìm mẹ ruột cho con nuôi. Và đúng vị cũng rất là hoan nghênh về tinh thần của cô Sơn đã mở rộng vòng tay tìm lại người mẹ ruột cho con trai của mình. Thưa quý vị thân mến, cuộc gọi vừa qua thì Tuấn Vĩ được ghi nhận qua Zalo. Vì vậy như những video trước đây Tuấn Vĩ đã thông báo là trong các cuộc gọi ghi nhận qua Zalo thì Tuấn Vĩ sẽ đăng lên kênh Tuấn Vĩ kết nối tìm người. Vì lẽ đó mà Tuấn Vĩ xin thông báo để cô chú anh chị chúng ta được biết thêm về điều này. Tuy nhiên bên kênh Tuấn Vĩ kết nối yêu thương thì Tuấn Vĩ vẫn đăng những việc mà Tuấn Vĩ ghi nhận được trực tiếp, và những lĩnh vực khác mà Tuấn Vĩ ghi nhận được trực tiếp thì Tuấn Vĩ vẫn đăng lên kênh Tuấn Vĩ kết nối yêu thương. Còn những cuộc gọi mà Tuấn Vĩ ghi nhận qua Zalo thì để bảo đảm cho cái chính sách mà ông YouTube ông đưa ra là ông khuyến cáo là đăng lên những cuộc gọi ghi âm. Và những vị khách ở xa thì buộc lòng Tuấn Vĩ phải ghi nhận qua Zalo giống như video chúng ta vừa xem. Vì vậy cho nên là mong cô chú anh chị chúng ta cùng biết về điều này. Nếu cô chú anh chị chúng ta quan tâm thì nhớ đăng ký kênh là Tuấn Vĩ kết nối tìm người. Bên cạnh đó thì Tuấn Vĩ vẫn luôn phát triển hai kênh. Cô chú anh chị chúng ta yêu mến thì hãy subscribe và ủng hộ cho Tuấn Vĩ để theo dõi những câu chuyện mà Tuấn Vĩ cập nhật. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.
Chúc quý vị luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau.